FPT Shop Channel xin chào tất cả các bạn. Đúng 22 giờ Việt Nam ngày 2 tháng 8, Samsung đã chính thức ra mắt phablet cao cấp nhất của mình tại 3 thành phố lớn và đúng như dự đoán, đây là sản phẩm Samsung Galaxy Note 7, một bước nhảy từ Galaxy Note 5 của năm ngoái với rất nhiều cải tiến nổi bật. Về mặt thiết kế, có thể thấy rằng Note 7 là phiên bản hoàn thiện hơn rất nhiều so với Note 5. Nó đi theo ngôn ngữ thiết kế của S-Series nhiều hơn, nhưng vẫn giữ được cái chất không thể thiếu của dòng Note. Với màn hình cong hai cạnh nhưng vẫn giữ dáng vẻ vuông vắn nam tính của dòng Galaxy Note, Galaxy Note 7 có hơi hướng gần với Galaxy S7 Edge hơn, giúp nhắm vào đối tượng giới trẻ hơn và hiện đại hơn. Phần màn hình cong của Note 7 lại cong nhẹ nhàng hơn ở cả hai mặt, điều này giúp cho người dùng có một trải nghiệm cầm nắm tốt, gọn và bớt đi cảm giác có phần hơi quá vuông vức của dòng Galaxy Note trước đây. Samsung cũng đã rất khéo léo để đảm bảo Book S Pen của mình vẫn có một diện tích màn hình thiết bị đủ rộng rãi để sử dụng thoải mái. Bốn phiên bản màu được tung ra bao gồm xanh coral, vàng bạch kim, bạc titanium và đen onyx, mà theo Duy Anh nhận thấy thì phiên bản màu đen toàn tập của Galaxy Note 7 lần này là cực kỳ đẹp và sang trọng. Nhìn chung thì các chi tiết trên máy không có quá nhiều thay đổi, cạnh dưới của Galaxy Note 7 vẫn là Book S Pen huyền thoại và bên cạnh là một nâng cấp quan trọng, đó chính là cổng sạc USB Type-C mà theo hãng Samsung Galaxy Note 7 sẽ là tiên phong cho các cổng sạc USB Type-C về sau của các smartphone Galaxy. Vì lý do này, trong hộp của Note 7 các bạn sẽ nhận được một adapter chuyển đổi từ micro USB thành USB Type-C. Màn hình của Galaxy Note 7 vẫn giữ kích thước 5,7 inch và dùng tấm nền Super AMOLED với độ phân giải Quad HD 2560x1440 pixel. Những chi tiết này kết hợp với màn hình cong Dual Edge hai cạnh sẽ mang đến trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn cho việc giải trí như xem phim, chơi game v.v. Và có một chi tiết được đại diện Samsung nhắc tới, đó là chip MDNIE giúp mang đến trải nghiệm màn hình TV ngay trên chiếc smartphone của các bạn, với thế hệ video HDR giúp truyền tải chất lượng hiển thị hình ảnh và video chất lượng cao. S Pen. S Pen cũng là một điểm mà Samsung tập trung cải tiến rất nhiều trên Note 7. Ngoài các tính năng sẵn có như người tiền nhiệm, thì hãng điện thoại Hàn Quốc đã cố gắng làm cho nó tiện lợi hơn với khả năng viết dưới nước, với tính năng chống nước và bụi bẩn chuẩn IP68. Ngoài ra, đầu bút S Pen lần này đã được làm nhỏ gọn hơn trước, cùng với một tính năng rất tiện dụng, đó là các bạn có thể ghi chú ngay trên màn hình chờ ngay khi lấy bút ra, sau đó sử dụng nội dung ghi chú này để hiển thị lại trên màn hình chờ Always On, do vậy rất tiện lợi để nhắc nhở công việc cho người dùng. Về cấu hình thì Galaxy Note 7 không thực sự có nhiều thay đổi so với S7 và S7 Edge. Máy vẫn sử dụng con chip 8 nhân với 4 nhân chính 2.3GHz và 4 nhân phụ xung nhịp 1.6GHz giống như Exynos 8890 vậy, cho nên có lẽ sẽ không tạo được sự bất ngờ từ trong đợi từ giới công nghệ. Theo Samsung thì so với Note 5, khả năng xử lý của Note 7 sẽ nhanh hơn 30.5%, còn đồ họa nhanh hơn 58.5%, nên vẫn sẽ đảm bảo được trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Máy vẫn có 4GB RAM và bộ nhớ trong cũng được nâng cấp lên 64GB, không còn là bản 32GB như trước, cùng với thẻ nhớ mở rộng microSD với dung lượng lên tới 256GB, giúp bộ nhớ của Galaxy Note 7 thực sự rất là dồi dào. Dung lượng pin của máy là 3500mAh, dung lượng lớn nhất trên các dòng Note từ trước đến nay. Hơn nữa thì Samsung còn hỗ trợ cả sạc nhanh cho cả sạc không dây và sạc có dây, và đã giới thiệu cả sản phẩm úp lưng kèm pin sạc dự phòng chống nước của mình để mở rộng dung lượng pin dành cho chiếc Galaxy Note 7. Về mặt bảo mật, ngoài các tiêu chuẩn bảo mật đã thấy trước đó trên dòng Galaxy, Note 7 còn được trang bị một bảo mật hoàn toàn mới, đó là quét phỏng mạc hay là mống mắt Iris Scanner, không chỉ giúp mã hóa cho điện thoại mà còn cho cả các ứng dụng và nội dung bên trong máy, với thư mục bảo mật Secure Folder giúp bảo mật hình ảnh, tin nhắn cũng như các nội dung khác. Đây cũng là một điểm cộng thú vị trên Note 7 đúng không nào? Về camera, Galaxy Note 7 không có nhiều thay đổi so với những người anh em dòng S series của mình, khi được trang bị hai camera dual pixel được phân giải 12 megapixel và 5 megapixel. Đây cũng là bộ đôi camera tân tiến nhất hiện nay của Samsung, nên đây hoàn toàn không phải là một điều đáng phàn nàn. Như vậy thì các bạn đã có được một cái nhìn khá là chi tiết và trọn vẹn về chiếc Samsung Galaxy Note 7 vừa được trình làng còn nóng hổi vào đêm 2 tháng 8 giờ Việt Nam vừa qua. Hiện tại thì sản phẩm Galaxy Note 7 chính hãng được dự kiến có giá 18.990.000 đồng đến 19.090.000 đồng tại FPT Shop. Các bạn nhớ ghé fptshop.com.vn để có thể đặt cọc ngay từ bây giờ và để nhận được rất nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn từ FPT Shop. Nếu video hữu ích, đừng quên like và hãy subscribe FPT Shop Channel để tiếp tục chờ đón những video tiếp theo về Galaxy Note 7 nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.